Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại hội 13 đảng buộc phải chọn con đường nào để chuyển sang thể chế dân chủ. Năm 2020 là năm bản lề cho Đại hội 13 để hạ tuần tháng riêng năm 2021 tới Đảng Cộng sản sẽ tổ chức đại hội gọi là Toàn quốc ngay lúc này các địa phương trong cả nước đang tiến hành đại hội để bầu các chức danh chủ chốt cũng như đưa đường hướng phát triển kinh tế cho mỗi tỉnh. Ít nhất 5 năm tới, điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn làm bao nhiêu lâu nay, địa phương có hướng của địa phương, trung ương thì có hướng đi của trung ương. Nhìn chung sau đổi mới thì khi đại hội 6 tới bây giờ Việt Nam nhìn chung chẳng có gì thay đổi, nếu không muốn nói là thụt lùi. Thụt lùi về mọi mặt điều làm cho cá nhân tôi quan tâm ở năm bạn lề này là mong muốn đảng cộng sản nói chung và cá nhân ông nguyễn phú trọng nói riêng nên nhìn nhận để thay đổi toàn diện thay đổi về mọi mặt từ đường lối chính trị cũng như chủ trương phát triển kinh tế xã hội mang tính quốc tế hóa và hội nhập với thế giới mong ước đó cũng chỉ đến từ cá nhân nhưng chúng tôi tin rằng đó là điều mong ước của đại hội của đại đa số những người Việt Nam trên mảnh đất đau thương hình chữ S quằn quại này. Trong tình hình kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch virus Vũ Hán, Việt Nam cũng không ngoại lệ và có khác nhau là đại hội. Đại đa số các chính phủ ở các nước khác bỏ ngân sách rất lớn để lo cho an sinh xã hội. Còn ở Việt Nam thì có nhưng đa số hỗ, hỗ trợ chống dịch như gói 62.000 tỷ thay vì chạy đúng người. Cần tới thì nó chạy vào nhà quan chức của địa phương đất nước kinh tế ngập ngụa trong nợ nần. Nhân dân thì đói khổ, tiền cho dân mà Đảng bắt tự đừng có nhận và cũng như đại hội Đảng của cả nước đang triển khai bỏ ra kinh phí cực kỳ lớn và sắp tới đại hội toàn quốc thì càng lớn hơn. Người ta ít ước tính kinh phí cho đại hội Đảng các cấp không dưới 500 triệu đô la. Đại hội Đảng là chuyện của cá nhân Đảng Cộng sản chẳng liên quan gì đến đất nước, nhưng Đảng như con đỉa cứ bám vào nhân dân mà hút máu, hút bằng mọi phương diện. Chưa hết, sau đại hội đảng, đất nước tiếp tục xem trò hề gọi là bầu cử quốc hội, cũng một vở kịch đó. Năm 2016 đã ngốn hết 4.000 tỷ tiền ngân sách, thì sang nắm những... Và sang năm thì cũng chẳng kém gì con số đó, nghĩa là nhân dân bỏ ra một số tiền kinh khủng để cho đảng ra kịch bản bầu cử mang tính dân chủ nhưng chẳng mang lại lợi ích gì cho đất nước trong khi đất nước đang còn nghèo nền kinh tế thì trì trệ một đại hội là một lần quá lãng phí tiền của của nhân dân nếu như số tiền mà bỏ ra để lo cho đại hội từ trung ương cho đến địa phương như vậy thì nếu như số tiền đó mà chuyển qua để đầu tư vào các lĩnh vực về phát triển kinh tế cũng như xã hội An sinh xã hội thì đó là một điều sẽ giúp cho đất nước phát triển lên rất nhiều. Ở nhiều địa phương hiện tại thì rất còn rất nhiều nơi chưa có đường giao thông, mỗi lần mưa xuống thì lầy lội và nắng lên thì bụi mù. Nhưng tiền thì đổ cho đại hội và nói thẳng một câu là tiền để nuôi cho đảng. Ví dụ như đảng phí hoặc những cái đảng những cái gì liên quan tới đảng. Nếu như một nước mà đa đảng thì những chi phí dành cho các hội đảng đó là hoàn toàn những đảng đó bỏ tiền túi ra còn ở Việt Nam thì những chi phí cho đảng hoàn toàn là do dân đóng góp vì đó là một sự lãng phí cực kỳ to lớn trong một đất nước nghèo như ở Việt Nam Đảng chọn lãnh đạo thì lãnh đạo toàn bọn tham, hèn, ác, rốt Chọn đại biểu quốc hội thì cũng một đám nghị gật Đụng một tí là vu cho thế lực thù địch Đảng cầm quyền luôn có chủ trương đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của dân tộc của đất nước. Bởi thế ông Trọng có lần nói cường lĩnh đảng là văn kiện cao hơn hiến pháp. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng cần diễn hài tốn kém làm gì, cứ giữ nguyên đội hình hay luân chuyển công tác thì có gì khác. Điều này Đảng Cộng sản đã đi ngược lại với cách làm của thế giới, nghĩa là đi ngược lại với văn minh của nhân loại. Chính ngay khi bầu cử xong quốc hội thì nhân dân phần lớn còn không biết tên của nguyên thủ quốc gia. Điều này rõ ràng là một thất bại lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên thế giới, lãnh đạo đều được dân bầu bằng lá phiếu trên tay. Thông tin về ứng viên được minh bạch hết cho dân coi. Tài sản bao nhiêu, bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu đứa con, bao nhiêu cô bồ, mấy đời vợ. Lý luận chính trị ra sao, dân biết tất. Khi đó dân chọn thích ai thì dân bầu Còn ở Việt Nam đến ngay cái tên hay mặt mũi người lãnh đạo mà dân bầu Là còn không biết thì nói gì để dân chủ Ai mà nghe Chưa kể cứ lối sống bày đàn tập thể của các tri bộ Không khéo hai cha con ra tranh giành một chức bí thư hay chủ tịch Tìm cách thanh trừng nhau Còn không biết đó là cha con nữa ấy chứ Ví dụ như câu chuyện chị bí thư huyện đoàn Thanh Hóa ấy Chứ bao năm qua đảng chọn toàn bọn không bất tài lại không có tâm, chỉ lo cho bản thân, đặt quyền lợi của cá nhân và lợi ích nhóm lên trên quyền lợi của nhân dân và của dân tộc. Trên thế giới chỉ có những nước độc tài như Việt Nam hay Trung Quốc thì sử dụng ngân sách để cho đảng hoạt động. Nếu là các nước dân chủ đa đảng thì đảng chính trị nào muốn tồn tại thì phải tự tìm kiếm tiền mà duy trì, tuyệt nhiên không được đụng vào ngân sách đó là tiền thuế của dân phải lo lại cho dân, không được phép lo cho đảng. Những điều đó cho thấy trong khi đất nước chìm đắm trong con đường xã hội chủ nghĩa vô định, nền kinh tế có đuôi xã hội chủ nghĩa lạc hậu và kéo lùi đất nước xuống đáy của nợ nần, bế tắc mọi mặt, không giúp gì cho đất nước, cho nhân dân, chỉ biết tìm cách tận thu bằng thuế, bán sạch tài nguyên, bỏ rơi chủ quyền, chỉ lo vinh thân phì ra. Nhũng nhiễu nhân dân thì Đảng Cộng sản đã tự biến mình thành một đám con hoang lạc loài trong lòng dân tộc. Năm nay là năm bản lề của Đại hội 13. Trước sự thách thức mới, Nguyễn Phú Trọng phải tự thay đổi trong đường lối chính trị, chẳng hạn như tiến lên con đường đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, chọn lãnh đạo nên để dân tự bầu và việc chọn nhỏ nhất ấy chỉ là bước đầu mở ra cho tương lai Việt Nam thịnh vượng hơn mà thôi. Quan trọng nhất đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, cứ giữ nguyên sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện như thế này. Đến khi con người tận kiệt tài nguyên thì chẳng còn gì, thì Việt Nam sẽ đi về đâu. Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam là dịp để chính thức bầu các ủy viên trung ương Bộ Chính trị Ban Bí Thư và người lãnh đạo đảng là Tổng Bí Thư. Người ta cho rằng chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ năm 2016 trên cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như việc kỷ luật hàng loạt quan chức cao cấp là một cách dọn đường loại đối thủ cho Đại hội 13. Nói về định hướng và việc chống tham nhũng, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình từng nói với phóng viên của RFA rằng chống tham nhũng cần phải đạt được ít nhất hai mục tiêu – trừng phạt được những quan chức tham nhũng và phải thu hồi được số tài sản bị thất thoát do tham nhũng. Tuy nhiên theo bà cả hai mục tiêu này cho đến nay đều không đạt được mà cuộc chiến chống tham nhũng hay kỷ luật trong nội bộ Đảng có liên quan đến sự đấu đá tranh giành quyền lực giữa các phe cánh trong Đảng. Trước kia trong nội bộ cấp cao của Đảng cũng có một vài phe phái nhưng người ta cảm nhận được nó rõ và nó ít thôi và cái sự đấu tranh của ta cũng còn kín đáo thế nhưng đến gần đây thì tôi cảm nhận là có rất nhiều phe mà họ đấu tranh với nhau có vẻ cũng lộ liễu nhưng mà cũng như dân gian nói là không biết mèo nào cắn mịu nào còn về việc kỷ luật cán bộ thì từ đầu năm nay hàng loạt cán bộ bị xử lý kỷ luật bằng nhiều hình thức dù nhẹ nhưng ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hà Giang bị khiển trách, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hà Giang bị cảnh cáo vì những sai phạm liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Ngoài ra, hai nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ là ông Nguyễn Hữu Vũ bị kỷ luật khiển trách, ông Văn Trọng Lý bị cảnh cáo vì có những sai phạm trong công tác quản lý đối với dự án gang thép Thái Nguyên. Gần đây nhất, tại kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 27 và 28 tháng 4, Ủy ban nhận thấy hai ông Lê Viết Chữ, Bí thư tỉnh ủy và ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ ảnh hưởng sâu đến uy tín cấp ủy chính quyền địa phương đến mức phải xem xét kỷ luật. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, việc kỷ luật quan chức liên quan đến cái gọi là thượng tôn pháp luật, tức không chừa một ai cả. Ai làm sai thì bị kỷ luật và trừng trị, đó là việc rất quan trọng trong quản trị quốc gia. Tuy vậy, việc kỷ luật quan chức có hai khía cạnh cần phải phân tích. Một khía cạnh là phải cải thiện quản trị, tức là một hệ thống nếu không được kiểm soát tốt tham nhũng thì sẽ hoạt động kém hiệu quả. Việc siết chặt kỷ luật để bớt tham nhũng là quản trị về mặt nhà nước, việc cải thiện và quản trị nhà nước là việc cần thiết, cần phải làm tốt và liên tục. Khi cảnh thứ hai là sắp sửa đại hội, họ phải sửa đổi không biết bao nhiêu quy định để loại người này người khác thì cũng có nhưng thực sự chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua như đốt lò hay thi hành kỷ luật hàng trăm cán bộ cao cấp, nó có cả hai khía cạnh đấy. Một khía cạnh thực sự nên khuyến khích, một khía cạnh đáng lên án, nói chung là khó phân biệt. Nhà báo Phạm Thành có nhiều năm làm việc cho đài Tiếng Nói Việt Nam, người từng tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội 2016, đồng thời là tác giả của quấn Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo, vừa mới bị nhà cục cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt, nhận định tất cả quan chức hiện nay từ xã cho đến Tổng Bí Thư, Thủ tướng đều có tội tham ô, tham nhũng hết nếu chiếu theo luật. Vấn đề là họ diệt ai và không diệt ai mà thôi, ông nói. Họ chọn lựa trên tinh thần là ekip của họ chứ không chọn những người tài đức thật sự vì dân vì nước đâu. Cái ekip đó có thể vào được trung ương, vào các vị trí lãnh đạo thì họ phải có biện pháp để loại những đối thủ không cùng phe cánh. Tất nhiên cũng cộng sản với nhau nhưng nhóm lợi ích khác nhau. Trong một chế độ cộng sản thì họ cùng nhau bảo vệ chế độ, cùng nhau cướp bóc tài nguyên đất đai, bóc lột mồ hôi nước mắt người dân, đấy là cái chung nhất, còn cái riêng là mỗi nhóm lợi ích có thủ lĩnh riêng và đấu tranh với các nhóm lợi ích khác theo ghi nhận của phóng viên RFA, đa số những người được hỏi ý kiến đều đưa mấy tin vào việc chống tham nhũng hay kỷ luật của một của cán bộ để làm trong sạch bộ máy chính quyền mà mục đích chỉ là thanh trừng phe nhóm lẫn nhau, nhất là trước các kỳ đại hội trung ương hoặc đại hội của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc là một đại hội then chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do ban chấp hành trung ương triệu tập 5 năm một lần và đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu toàn quốc gồm có các ủy viên ban chấp hành trung ương và đại biểu do đại hội cấp dưới bầu. Đại biểu dự đại hội phải được đại hội thẩm tra tư cách và biểu quyết công nhận. Đảng Cộng sản Việt Nam đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho đại hội 13 dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2021. Trước thêm mỗi kỳ đại hội, người dân không khỏi hy vọng một sự đổi mới từ chính trong đảng, tổ chức tự mình quyền độc tôn lãnh đạo đất nước trên mọi phương diện. Nhưng căn cứ trên những phát ngôn và những động thái từ phía đảng đến thời điểm này thì những tia hy vọng nhỏ nhòi về sự tự chuyển biến của đảng sẽ chỉ còn là sự thất vọng tràn trề như những lần trước đây và từ bao nhiêu năm qua. Trong các văn kiện của đại hội thì báo cáo chính trị được coi là báo quan trọng nhất Ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị trung ương 11 ngày 7 tháng 10 năm 2019 rằng báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm của đại hội, là căn cứ lý luận và thực tiễn quan trọng để xây dựng các báo cáo khác. Đến nay, dự thảo báo cáo đã cơ bản hoàn thành. Ngày 10 tháng 6 năm 2020, hội nghị báo cáo viên trung ương khu vực phía Bắc được tổ chức tại Hà Nội theo truyền thông nhà nước Tại hội nghị lần này, ông Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo về những điểm được cho là mới của bản dự thảo gồm gắn xây dựng chỉnh đốn hệ thống chính trị đối với công tác chỉnh đốn đảng, đặt ra mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Xác định vấn đề Biển Đông vẫn là một thách thức rất lớn và giữ vững nền tảng tư tưởng có ý nghĩa sống còn. Các nhà quan sát và dư luận cho rằng chỉ có một trong bốn nội dung trên tạm có thể coi là mới với đảng nhưng đã là một chủ đề gắn bó trong nhân dân trong nhiều năm qua, đó là vấn đề Biển Đông. Trong những kỳ đại hội qua, chưa bao giờ tranh chấp chủ quyền Biển Đông được đưa vào thảo luận như một nội dung trọng tâm của chương trình nghị sự. Trả lời BBC Tiếng Việt, nhà nghiên cứu sử học Lê Văn Sinh, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định Chúng ta chưa thấy có triệu chứng gì của đổi mới. Tiến sĩ Mai Văn Sơn, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, khi mà ngay cả những nhà lý luận của Đảng cũng trực tiếp hay gián tiếp thừa nhận sự khủng hoảng về lý luận. Tôi thực sự không kỳ vọng gì ở sự đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đại hội 13 tới đây. Câu hỏi được đặt ra là nhân tố nào có thể dẫn đến sự đổi mới của Đảng Cộng sản. Ông Sinh cho rằng có hai nhân tố tác động tới sự thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất là Đảng bị đẩy vào tình thế không thể thay đổi như hồi thập niên của những năm 80 của thế kỷ trước, nghĩa là thay đổi hay là chết. Và thứ hai là khi nước Trung Hoa Cộng sản trở thành nhà nước dân chủ đúng nghĩa. Còn tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phản biện chính sách độc lập ADIS thì khẳng định để thay đổi theo hướng dân chủ văn minh phồn vinh thì chỉ dựa vào sức dân việt nam là chính tận dụng mọi cơ hội quốc tế các hiệp định cptpp fta khối asean và để phát triển kinh tế đây phải là một hàng đầu và từ từ mở cửa chính trị và quá trình này cũng tự mình là chính và tận dụng hoàn cảnh quốc tế đáng tiếc hiện nay không thuận lợi lắm cái nói về tự mình là dân Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam chứ không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các tổ chức xã hội dân sự chứ không mong đợi ở sự chuyển biến từ trên xuống của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ ít trong 5 năm tới. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn thì cho rằng lịch sử cho thấy tất cả các quốc gia đang phát triển đều phụ thuộc rất lớn vào bối cảnh quốc tế cũng như khu vực và để có thể trở thành một đất nước dân chủ văn minh và phồn thịnh tất cả các quốc gia đó đều dựa vào ba điểm: tựa cơ bản, nội lực bao gồm tất cả các yếu tố kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh, truyền thống lịch sử, văn hóa, hệ thống công pháp quốc tế và các đối tác chiến lược. Trong ba điểm tựa đó, nội lực là quan trọng nhất. Bài học có thể hiện rõ qua thực tiễn lịch sử của các nước phát triển ở châu Âu, châu Á hiện nay và cũng như các nước châu Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Singapore. Vậy đâu là cơ hội và thách thức cho tiến tình trình dân chủ ở Việt Nam? Về thách thức đặt ra cho Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định Thách thức là rất lớn, các mối quan hệ như Mỹ, Trung, Mỹ, EU, Mỹ, Nhật, Mỹ, Ấn Độ, Mỹ, Mỹ ASEAN có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam Chiến tranh lạnh mới nếu nổ ra, nếu chiến tranh nóng nổ ra vân vân và liệu Việt Nam có bị kéo vào hay không? Tiến sĩ Mai Thành Sơn thì cho rằng trong bối cảnh quốc tế cũng như khu vực, tham vọng của Trung Quốc có lẽ là thách thức lớn nhất, ông phân tích, trong những năm gần đây, bối cảnh thế giới cũng như khu vực đã và đang có những thay đổi chóng mặt, sự trỗi dậy của Trung Quốc và tham vọng toàn cầu của Trung Nam Hải và đang trở thành vấn đề nội cộm đối với trật tự của thế giới. Tư tưởng đại Trung Hoa chưa bao giờ bộc lộ rõ ràng như hiện nay. Thời cổ đại, tư tưởng của đại Trung Hoa dựa trên ba trụ cột cơ bản: chính sách ngoại giao linh hoạt sự vượt trội về văn hóa kỹ nghệ và thương mại và khuôn mẫu nhà nước quan liêu ngày nay với sự phát triển không ngừng bằng tốc độ kỷ lục trong hơn 40 năm qua tư tưởng đại trung hoa đã có những thay đổi và dựa trên ba trụ cột mới sức mạnh tổng hợp bao gồm cả kinh tế quân sự khoa học kỹ thuật và văn hóa một nhà nước kiểm soát toàn trị dựa trên thể chế độc tài đặc trị và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đặc biệt có lẽ ngày nay trung quốc là một trong số những nhiều quốc gia còn có tham vọng về lãnh thổ cách thức mà bắc kinh đang đối với việt nam thể hiện rất rõ về điều đó để đạt được những mục tiêu của mình chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã được kích hoạt và thể hiện mọi lúc mọi nơi ông khẳng định mối quan hệ đối với trung quốc cũng đặt riêng Đảng Cộng sản Việt Nam trước một thách thức không dễ vượt qua, làm thế nào để vừa tạo nên sự hài hòa trong quan hệ giữa hai đảng có chung ý thức hệ, vừa giữ được độc lập dân tộc để phát triển trong hòa bình. Không ai có thể trả lời được câu này ngoài chính các nhà lý luận của Đảng. Đối với phần còn lại của thế giới, ý thức hệ Đảng Cộng sản Việt Nam đang coi là nền tảng tư tưởng cũng như mô hình nhà nước hiện nay đang là một trong những rào cản lớn nhất để có thể tận dụng được sự ủng hộ tích cực hơn nữa. Các nhà quan sát nhận định thách thức tuy lớn nhưng cơ hội của Việt Nam đạt được tiến trình dân chủ thực sự cũng không phải là nhỏ. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng mặt khác của thách thức lại chính là cơ hội và chỉ có lãnh đạo khôn ngoan mới phát hiện ra tận dụng để làm ba việc cần phải làm ngay. Thứ nhất là bảo vệ tổ quốc, thứ hai là phát triển kinh tế bền vững, tức là phải đi đôi với bảo vệ môi trường và công bằng xã hội. Và thứ ba là đổi mới chính trị từng bước theo hướng dân chủ. Ông A nghi ngại đặt câu hỏi không biết Đảng Cộng sản Việt Nam có nắm bắt được cơ hội hay lại biến cơ hội thành thách thức, làm trầm trọng hơn các thách thức. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn cũng cho rằng cơ hội ở trong chính thách thức lớn nhất của ông nếu đó là tham vọng của Trung Quốc. Ông nói ngay cả trong quan hệ với Trung Quốc Việt Nam cũng có những cơ hội thị trường. Về những bài học phát triển dưới góc độ nào, tham vọng của Trung Nam Hải cũng giúp cho những người cộng sản Việt Nam hiểu rõ hơn, sâu hơn về bản chất của những người đồng chí bên kia biên giới. Với phần còn lại của thế giới, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao cũng như kinh tế đối với hầu hết các quốc gia, các vùng lãnh thổ Mối quan hệ đa phương, đa chiều, đa lĩnh vực giúp cho Việt Nam có được phần nào đó sự chia sẻ trong công cuộc giữ gìn độc lập, xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, có thể tận dụng được tất cả các cơ hội để vượt qua thách thức hay không phụ thuộc rất lớn vào tiến trình đổi mới nền tảng lý luận cũng như cải tổ mô hình nhà nước theo hướng dân chủ hơn. Còn nhà báo cựu đạo diễn Song Chi thì cho rằng Việt Nam cần tận dụng thời cơ lịch sử khi uy tín của Trung Quốc trên trường quốc tế đang bị suy giảm nghiêm trọng sau đại dịch virus Vũ Hán và chủ nghĩa thoát chung trên toàn thế giới đang bùng lên mạnh mẽ để có những chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế của riêng mình. Bà Vân tích như chúng ta đã thấy hiện nay mỹ và các nước phương tây đã nhận ra trung quốc sẽ không thay đổi phương hướng dân chủ hóa ngược lại từ khi tập cận bình lên thì họ tập đã thay đổi chính sách thao quang dưỡng hối giấu mình chờ thời tránh những đụng chạm tránh can thiệp vào những vấn đề chung của thế giới của đặng tiểu bình và hướng tới một chính sách đối ngoại thách thức sự thống trị của mỹ trong khu vực châu á thái bình dương thậm chí đến nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2017 khi phát biểu tại Đại hội Đảng Trung Quốc tháng 10 năm 2017 thì Tập Cận Bình đã công khai nói về việc Trung Quốc muốn vươn lên thành siêu cường, muốn tham dự sâu hơn vào những vấn đề quốc tế, thậm chí cạnh tranh với siêu cường Mỹ và Tập Cận Bình còn đưa ra giấc mơ Trung Hoa để thay cho American Dream được thể hiện bằng các tham vọng lãnh thổ và chiến lược Đại dịch virus Vũ Hán vừa qua càng khiến cho Mỹ và các nước phương Tây nhận ra được bản chất dối trá không đáng tin cậy cũng như những thiệt hại khi làm ăn với Trung Quốc, phụ thuộc vào công xưởng sản xuất của Trung Quốc. Chính sách của các nước đối với Trung Quốc từ khi kinh tế tới chính trị chắc chắn sẽ thay đổi, mặc dù chiến tranh quân sự thì chắc sẽ không xảy ra, ít nhất trong tương lai gần. Việt Nam cần phải tận dụng thời cơ này về kinh tế để cải thiện môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật để đón nhận sự xu hướng và từ bỏ công xưởng Trung Quốc chuyển sang đầu tư ở các nước khác. Việt Nam cũng cần có các thái độ rõ ràng để thế giới thấy Việt Nam không phải là sân sau của Trung Quốc, không là đồng chí anh em gắn bó làm một với Trung Quốc. Về độc lập chủ quyền Việt Nam nên nhân tính đến chuyện kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Ví dụ như Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam thì thời hạn 50 năm sắp hết và tích cực nâng cấp quân sự để phòng cho tình huống xấu nhất. Suy cho cùng thì đổi mới thể chế là một vấn đề tất yếu mà dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang cần phải đối mặt và thay đổi tình trạng hiện nay. Ông Lê Văn Sinh cho rằng nếu có cải cách đổi mới, cải tổ thực chất, tôi cho rằng phải đổi mới thể chế chính trị. Lịch sử và hiện tại chỉ ra một cách không thể bác bỏ. Rằng thể chế chính trị quyết định một nước trở nên cường thịnh hay nghèo đói. Tiến sĩ Mai Văn Sơn thì cho rằng có 3 nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu để đạt được những đổi mới toàn diện và sâu rộng. Đó là thứ nhất, thay đổi nhận thức lý luận lấy lợi ích quốc gia dân tộc nhân dân làm nền tảng cơ bản. Thứ hai là điều chỉnh những khuôn mẫu trong phát triển cũng như huy động sự tham gia hiện nay nhằm có thể phát huy tối đa sự đóng góp tất cả các thành phần kinh tế, các giai tầng của xã hội, kể cả các nhà phản biện và thứ ba là đánh giá lại toàn bộ các nguồn lực cho phát triển ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, xã hội văn hóa trên cơ sở đó xây dựng các chiến lược mới, chính sách và giải pháp khả thi mới. Nhà báo tự do Song Chi khẳng định nếu Đảng thực sự muốn có thực chất trong cải cách đổi mới hay cải tổ thì trước hết phải bỏ vai trò đảng đứng trên tất cả bao trùm tất cả chỉ đạo tất cả kể cả chính phủ quốc hội tòa án truyền thông phải tìm cách giới hạn quyền lực của nhà nước bằng nới rộng quyền tự do báo chí để báo chí có thể góp phần phê phán những cái sai của nhà nước và nói lên nguyện vọng của người dân nới rộng quyền cho người dân như quyền tự do ngôn luận, quyền được biểu tình, quyền được bảo vệ mình trước tòa án. Để cho người dân lên tiếng, Đảng phải bỏ đàn áp bắt bớ, những điều luật mơ hồ và những bản án hà khắc phi nhân dành cho những người bất đồng chính kiến, những tiếng nói phản biện ôn hòa, thêm một cách để hạn chế quyền lực của nhà nước, đó là cho phép thành lập những hội đoàn, tổ chức xã hội vân vân. Dần dần tiến đến con đường dân chủ hóa, mô hình đa nguyên và đa dạng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.